vị và các bạn đang đến với chương trình bản tin COVID-19 tỉnh Bến Tre ngày 1 tháng 11 năm 2021 với những nội dung như sau. Theo nguồn tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, chiều ngày 1 tháng 11 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 13 ca mắc mới cộng đồng. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2021, tỉnh ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc trong ngày là 38 ca, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 2.454 ca. Trong ngày có 15 ca ra viện. Hiện tỉnh ghi nhận 52 ca tử vong và 2.065 ca ra viện. Trong 13 ca dương tính vừa ghi nhận có 12 ca cộng đồng trong tỉnh và 1 ca cộng đồng ngoài tỉnh có địa chỉ như sau. Bình Đại 12 ca, ở thị trấn Ấp Bình Hòa 1 ca, xã Bình Thắng Ấp 1 2 ca, ấp 4 5K, xã Bình Thới ở ấp 3 1K, ấp 1 1K, xã Thừa Đức, ấp Thừa Long 1K. Tất cả các ca này đều tiếp xúc với F0. Xã Định Trung, ấp Bình Trung 1K, test nhanh dương tính ngày 1 tháng 11. Thành phố 1K ở ấp Phú Long Phụng B, xã Phú Khánh là người từ Bình Dương trở về. À, về địa phương đến ngay trạm y tế khai báo và được test nhanh dương tính. Và sau đây là các thông báo khẩn của các xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo ban chỉ huy phòng chống dịch Covid xã Sơn Định được ra thông báo ngày 1 tháng 11 năm 2021 với nội dung như sau. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2021, ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 xã Sơn Định xác nhận có một công dân là nhân viên điện máy xanh xã Vĩnh Thành tên NTTQ sinh năm 1999 dương tính với Covid-19 có hộ khẩu thường trú tại tổ nhân dân tự quản số 14 ấp Sơn Phụng xã Sơn Định nhà cách cầu đình Bình Sơn khoảng 10 m ban chỉ huy phòng chống dịch Covid xã Sơn Định xin thông báo khẩn đến bà con nhân dân ai đã đến địa chỉ nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 đến 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2021 thì đến ngay trạm y tế xã Sơn Định hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19. Vì sức khỏe bà con nhân dân, ban chỉ huy phòng chống dịch Covid xã Sơn Định rất mong bà con nhân dân chung tay với chính quyền địa phương để thực hiện tiếp công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục là một thông báo khẩn của Ủy ban nhân dân xã Quế Sơn theo ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã Quế Sơn được việc được ký vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 những ai có tiếp xúc gần với ông NTB sinh năm 1986 tạm trú ấp Quế Hưng, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nghề nghiệp thợ sửa điện nước. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Quế Sơn nhận thông báo kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 đối với ông NTB. Lịch trình di chuyển ông ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2021 đi làm tại điện máy xanh chợ Cái Mơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đi chung 4 người và ăn nghỉ tại chỗ và chiều về nhà ấp Quế Hưng, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ngày 28 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021, đi làm tại điện máy xanh, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đi chung bốn người, ăn nghỉ tại chỗ. Chiều 29 tháng 10 năm 2021, có đi ăn bún mắm tại ngã tư An Ngãi Tây. Sau đó về nhà ấp Quế Hưng, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Quế Sơn thông báo đến những ai có tiếp xúc với ông NTB, xin vui lòng đến uh, trạm y tế gần nhất để khai báo y tế. Và thêm một công văn của ủy uh, ban nhân dân xã Phú Đức được ký vào ngày 31 tháng 10 năm 2021. Ông NHC sinh năm 1998, địa chỉ 295 ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Qua điều tra dịch tễ thì ca nghi nhiễm Covid-19 thì có lịch trình cụ thể như sau. Ngày 27 tháng 10 năm 2021 có đi photo ở nhà sách Minh Đăng, xã Tiên Thủy. Ngày 28 tháng 10 năm 2021 có đi chứng hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Phú Đức, sau đó về nhà chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, cha, mẹ và chị hai. Đến ngày 29 tháng 10 năm 2021 có triệu chứng sốt, sổ mũi ở nhà và tự uống thuốc. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 đến phòng khám y khoa Sài Gòn test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính. Nay ban chỉ đạo của xã Phú Đức xin thông báo từ ngày 27 tháng 10 đến nay, những ai có tiếp xúc với ông NHC và những người trong gia đình của ông này và thời gian nêu trên thì sẽ đến trạm y tế gần nhất để có để, để được khai báo y tế và được hướng dẫn. Và vừa rồi là nội dung thông báo dịch COVID-19 của tỉnh Bến Tre ngày hôm nay, 1 tháng 11 năm 2021. Rất cảm ơn quý khán giả đã đón xem. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi à, bản tin Covid-19 của mỗi ngày ở trên Bến Tre chúng ta.